Thưa bà Thánh, chúng ta vừa mới nghe một ca khúc mà khiến nhịp lòng của chúng ta lắng xuống để chúng ta chuẩn bị nghe lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Quý vị có sẵn sàng nghe lời Chúa chưa ạ? Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi rất là vui và vinh dự, hân hạnh để giới thiệu tôi tới của Chúa sau 5 năm từ trước cái đại dịch Covid mà ông đã đến đây thăm mình, Hội Thánh. Vì như Elzona hay chữ AZ được khắc ở trong trái tim của ông rồi. Cho nên lần nào mà sang đây thì không thể thiếu được việc đến đây. Cho nên sáng hôm nay tôi rất là vui vì mời được tôi tới của Chúa để chia sẻ và tâm tình cùng Hội Thánh. Và bây giờ chúng ta lắng lòng xuống để nghe lời của Chúa qua tôi tới Chúa, một sư Trần Anh Hùng. Kính mời một sư. Có nhiều người họ đặt câu hỏi vì sao cả tuần làm việc có ngày Chủ nhật mà lại đến đây thờ phượng Chúa. Bạn ơi, nếu mỗi chúng ta biết rằng có một đấng sống lại từ cõi chết, ngày hôm nay nó không phải là ngày cuối tuần. Người Việt Nam nghĩ rằng thứ hai là ngày đầu tuần, nhưng sự thật có một ngày thứ nhất mà hầu như cả nhân loại lãng quên. Dường như ngày thứ nhất đó đã bị đánh mất cái tên của nó. Và người ta luôn nghĩ rằng thứ hai là ngày đầu tuần. Nếu bạn và tôi, những ai đang theo dõi chương trình này, bạn chưa tìm được số 1 trong cuộc đời của bạn, thì hết thảy số 0 mà bạn đang sở hữu, nó hoàn toàn vô giá trị. Ngày thứ nhất của cuộc đời chúng ta, Giê-xu đã sống lại từ cõi chết. Cho nên từ đó người ta không gọi ngày thứ nhất nữa, mà ta gọi đó là ngày Chúa Nhật. Không phải vô tình mà chúng ta đã bị đánh mất tên của ngày đầu tiên tuần lễ. Tôi đã từng đặt câu hỏi, tôi đã từng hát bài hát thứ hai là ngày đầu tuần. Và từ sâu thẳm lòng của tôi luôn đặt câu hỏi, vì sao thứ hai là ngày đầu tuần? Vậy thứ nhất nó ở đâu? Tôi đã mất ngày thứ nhất lúc nào? Và ai đã lấy ngày thứ nhất đó của tôi? Nhưng rồi tới năm 22 tuổi, tôi đọc Kinh Thánh và phát hiện ra rằng ngày đầu tiên của tuần lễ, Chúa Giê-xu của tôi đã sống lại từ cõi chết. Và Ngài sống lại từ cõi chết, Ngài chính là đầu tiên của cuộc đời tôi. Và hết thảy những số 0 mà Nguyễn Du nói, cái tài đi với cái tai một vần, nó không còn là cái xích sắt trói tôi nữa, mà nó có ý nghĩa vì tôi đã tìm thấy số 1 trong cuộc đời của tôi. Có một ngày nọ, năm 2006, tôi cùng với vợ và con trai, tôi lúc đó sinh ra tại Moscow, tên Nga, nó khoảng hơn 3 tuổi. Chúng tôi đi chợ, đi chơi chợ Noel. Và tiếng nhạc sập sình và chợ rất là vui, đông, nhộn. Và bạn biết rồi, phụ nữ mà đi dạo chợ đó, thì họ không còn quan tâm tới gì khác ngoài trừ nhìn hàng hóa và những ánh đèn nhập nhằng. Mặc dù tiền không có trong ví, nhưng họ vẫn đi chợ. Tôi có trách nhiệm phải trông con của tôi. Và chúng tôi phân công công tác, em đi trước, Danny đi giữa, tôi đi sau bọc hậu. Alo 1 2, tôi đi sau bọc hậu. Tôi nói với con trai tôi rằng, con ơi, nhớ nhé, mẹ đi trước con, ba đi sau con. Con phải luôn luôn nhìn vào cái váy của mẹ. Con luôn luôn phải nhìn vào cái váy của mẹ, bởi vì mẹ sẽ không quan tâm tới con. Ba sẽ nhìn con, con nhìn váy mẹ. Và cái thế mà đi không bị lạc. Và chúng tôi cứ thế hành quân, ba người, vợ tôi đi trước, con trai tôi đi sau, tôi đi cuối cùng. Và đi một hồi, tiếng nhạc sập sình rồi hàng hóa, nhiều điều vui lắm. Chúng tôi, vợ tôi đi, tôi thỉnh thoảng nhìn con trai tôi, và bắt đầu mắt tôi cũng bị lôi cuốn xung quanh. Có một bà nào đó mà tôi không biết đi tạt ngang qua giữa nó với mẹ nó. Nó nhìn theo cái váy của bà đó, đi theo cái váy đó, theo đúng lời tôi khuyên. Tôi thì ngắm cảnh, vợ tôi thì không cần để ý rồi. Đi một hồi, tôi mới giật mình rằng, con tôi đâu? Cái bà nào đã đi ngang qua đó để nó nhìn vào váy của bà đó và bị mê. Tôi mới nói, em ơi, lạc con rồi. Vợ tôi quay ra bảo, anh biết của anh mà tại sao lại để cho con lạc. Chúng tôi chạy tóa hỏa cái chợ Noel tại bên Moscow, Nga để tìm con. Rồi cuối cùng trên loa,
Một hồi sau người ta thông báo rằng có ai là người Việt Nam, con là Danny, đến cái địa chỉ này đồn công an để mời nhận con. Chúng tôi lao tới đồn công an trong chợ. Từ xa con trai tôi nhìn thấy tôi, nó khóc òa lên. Tôi chạy tới quỳ gối ôm con tôi thật chặt để an ủi nó. Sau khi nó khóc xong rồi, tôi nhắc con tôi một điều: con nhớ từ nay cho về già, nếu khi nào mà con phát hiện ra bị lạc bố mẹ thì đứng tại chỗ lạc đó mà khóc, đừng tự tìm ba mẹ. Vì con mà tự tìm ba mẹ thì càng tìm càng bị lạc. Đó chính là câu trả lời vì sao thế giới này có nhiều tôn giáo khác nhau. Con người đánh mất Đức Chúa Trời, con người đã đánh mất Đức Chúa Trời bởi tội của mình. Từ sâu thẳm lòng con người biết có ông trời, ai khổ cũng kêu ôi trời ơi. Nhưng mà họ tìm ông trời bằng cái đầu của mình. Họ mò mẫm trong thế giới này để tìm xem ông trời trốn ở chỗ nào. Rồi từ cái đầu đó, họ tạo ra những ông trời và tôn giáo khác nhau. Ấn Độ có 330 triệu các vị thần. 330 triệu các vị thần. Đó là kết quả của tư tưởng con người. Lòng biết có ông trời mà lại tìm ông trời bằng cái đầu. Cho nên cứ người giỏi lại tạo ra thêm một ông trời. Người kém hiểu biết thì đi theo kẻ tạo ra tôn giáo mới đó. Nhưng tin lành ngày hôm nay, điều mà tôi đang nói với anh chị em tại đây, đó là ông trời đã xuống trần gian đi tìm và kiếm mỗi chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôn giáo là con người tìm ông trời, còn tin lành là ông trời tìm chúng ta. Nếu mà Ngài trốn, chúng ta làm sao mà tìm ra Ngài được? Gagarin khi bay lần đầu tiên vào vũ trụ có mười mấy phút thôi, ông ta xuống, người ta hỏi ở trên đó ông có nhìn thấy ông trời không? Yuri Gagarin nói rằng tôi không thấy ông trời tại đó. Và ông nói thêm câu nữa, bởi vì không có ông trời. Một phóng viên nói rằng, thưa ông có biết tại sao ông không thấy ông trời không? Yuri Gagarin nói rằng không biết. Người phóng viên nói rằng, bởi vì Kinh Thánh của tôi nói rằng chỉ có những kẻ có lòng trong sạch mới thấy được Đức Chúa Trời. Còn nếu ông ngày hôm nay không thấy được ông trời, sẽ có ngày ông trầu trời và thấy được Ngài. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay tôi đến đây nói cho anh chị em, có thể chúng ta tới ngày Chủ Nhật đặt câu hỏi, tại sao một nhóm nhỏ như vậy mà vẫn trung kiên thờ phượng Đức Chúa Trời, không thấy Đức Chúa Trời mà tin liệu có hợp lý hay không? Thì tôi muốn nói cho bạn biết rằng cuộc sống này có những điều thấy mà lại không thực, còn có những điều không thấy mà lại thực. Chúng ta có thể nhận biết được điều thực đó qua việc làm của nó. Gió thổi có ai nhìn thấy đâu. Sự khôn ngoan của một con người không đo được bao nhiêu km. Tình yêu của người vợ đối với chồng, tình yêu của cha mẹ đối với con cái đâu có cân được bao nhiêu yến tạ tấn đâu. Nhưng chúng ta qua việc làm của gió, qua việc làm của sự khôn ngoan, qua việc làm của tình yêu, mình nhận biết được tình yêu, sự khôn ngoan, làn sóng vô tuyến điện và điện thoại. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Kinh Thánh chép rằng ở đâu hai, ba người nhóm lại nhân danh của Ngài thì Ngài ở giữa. Có nhiều khi chúng ta ngồi tại đây mà không ở đây. Mắt chúng ta nhìn thấy ai đó đang ngồi tại đây nhưng đầu đang lang thang ở chợ bán giảm giá. Mọi người hiểu không? Có một cặp vợ chồng nọ ngồi nói chuyện với nhau, bà xem đi du lịch ở Ý hay là ở Tây Ban Nha. Người vợ phân tích giá cả khách sạn gần nửa tiếng đồng hồ. Ông chồng nghe chăm chú lắm rồi quay sang vợ hỏi, anh nghĩ thế nào? Người chồng nói rằng, hay mình cần phải mua cái máy ảnh đó giá rẻ 650. Anh ơi, gần nửa tiếng phân tích đi từ Tây Ban Nha vậy, anh nghe cái gì mà lại ra cái máy ảnh?
Hóa ra chàng ngồi đó, nhưng mà lại chàng không ở đó. Chàng ngồi đó mà con người của chàng ở đâu đó. Còn Chúa mắt thường không thấy được, nhưng Ngài đang hiện diện tại đây. Và khi Chúa hiện diện tại đây thì chính Ngài sẽ hành động mang nước trời vào lòng của mỗi chúng ta. Ngài giải quyết những nan đề chính kẻ đang nói đây đã từng trầm cảm vì kiệt sức năm 2016. Năm 2017 bị rách động mạch chủ bụng nằm chờ chết 18 ngày bắt đầu. Nhưng đấng mà mắt thường không thấy được đã tới bên giường của tôi và nói rằng ngươi chẳng chết đâu. Và thân thể của tôi không hề có vết sẹo của mổ, nhưng Chúa đã làm cho mạch máu liền lại. Và bây giờ tôi đang đứng tại đây để nói cho mọi người biết rằng có một đấng không thấy được, nhưng việc làm của Ngài lại thấy được và vô cùng là rõ ràng. Hallelujah. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem một thước phim. Mà thước phim này nói với chúng ta một điều: không có điều gì là khó đối với Chúa của bạn và của tôi. Thế giới này, từ nói, thế giới này, ma quỷ hay là sự khó khăn có thể chặn cửa của bạn, đóng một cái cửa trước mặt bạn. Nhưng nếu Chúa mà luôn bên cạnh mỗi chúng ta thì Ngài mở nhiều cánh cửa khác. Phụ thuộc vào bạn ngày hôm nay, bạn được quyền lựa chọn. Cái khó nó bó cái khôn, hay là cái khó nó ló ra cái khôn. Quan trọng bạn với ai? Bạn với những kẻ tiêu cực thì cái khó luôn bó chặt cái khôn. Còn nếu bạn cùng với đấng toàn năng thì Chúa sẽ ban cho bạn cái khó sẽ ló ra cái khôn. Không có bí tắc. Bài hát vừa rồi Đôn đã, trong đó có một câu Kinh Thánh nói là Giê-xu Ngài phán ta là con đường. Như vậy có nghĩa là nếu chúng ta luôn ở trong Ngài thì con đường đó luôn lối thoát, không tắt đường, không bị bế tắc, không bị ai đóng cửa. Con đường sẽ dẫn chúng ta tới đích. Ngài là chân lý. Bất cứ chân lý nào mà chúng ta nhận biết thì chính chân lý đó giải phóng chúng ta khỏi tội. Ngài lại là nguồn sống nữa. Để làm gì? Để mà chúng ta tiếp nhận sự sống đó, để hoàn thành hết thảy những điều gì mà chúng ta cần phải làm. Nào, xem cái đại dịch mà nhiều người nói khốn nạn đó đã đóng cửa nhiều nhà thờ, không cho người ta đến nhóm. Nhưng Chúa đã làm gì trong và sau cơn đại nạn vừa rồi, đại dịch? Xin mời bắt hộ. Tìm lành về muôn nơi, ngày cha người lại đã gần rồi. Ánh gương trong đêm hay soi dọi vùng tâm tôi, ta là sự sáng cho thế gian. Tháng 3 năm 2020, khi mùa dịch bùng nổ, sự giãn cách xã hội đã diễn ra ở khắp mọi nơi. Lời Chúa có phải chăng bị giam hãm sau những hàng rào cách ly? Không, chắc chắn là không. Thông qua phương tiện truyền thông Zoom, phúc âm đã được mang đến mọi miền. Chương trình hiện có hàng ngàn người tham dự, không chỉ là người Việt trong nước mà còn có người Việt ở nhiều nơi trên thế giới. Ơn Chúa thật lớn lao, hàng trăm linh hồn đã được cứu. Trong đêm tối, ánh sáng chiều.
Nguyện lòng không quên ơn Chúa yêu dấu kỳ và tâm linh. Với định hướng lời Chúa cần được hiểu cách chuẩn xác và sâu nhiệm, cần được phổ biến rộng khắp đại trà, với phần đào tạo những đại sứ đấng Christ hiểu đúng, làm đúng, phục vụ nhà Chúa cách hiệu quả. Với sự hợp tác của Viện Thần học Baptist Việt Nam tại Hoa Kỳ, chương trình dạy 66 sách Kinh Thánh được bắt đầu vào mùa phục sinh tháng 4 năm 2021. Đến nay, chương trình đã dạy xong 17 sách Kinh Thánh. Chương trình vẫn đang tiếp tục. Chương trình đã thu hút hàng trăm học viên từ Mỹ và từ các hội thánh, các trung tâm giải cứu cai nghiện cơ đốc tại Việt Nam. Thật cảm động làm sao, những con người mới hôm qua còn ngập ngụa trong bóng đêm đầy những khắc khoải chơi vơi, thì hôm nay trong ơn cứu rỗi, những đại sứ tương lai của đấng Christ đang bền bỉ, kiên định và trung tín trong sự khát khao học hỏi lẽ thật. Từ hàng trăm những con người được đào tạo hôm nay, sẽ có hàng ngàn linh hồn được cứu ở ngày mai. Trời non cần được vun trồng từ hôm nay, tháng 12 năm 2021. Chương trình thiếu nhi Giêsu yêu em đã ra đời. Qua Zoom, hàng ngàn em thiếu nhi từ đồng bằng đến những vùng rừng núi xa xôi, từ những hội thánh sắc tộc vùng cao đến những trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi cơ đốc, chương trình cũng đã lan tỏa ra nhiều nước trên thế giới. Chương trình được thiết kế dựa trên 41 phim hoạt hình kể lại những câu chuyện trong sách Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước. Từ những ngày đầu, chương trình chỉ đến được những vùng đã có đường truyền Internet. Nhưng hôm nay, với thiết bị Wi-Fi di động kết nối Internet qua sóng điện thoại, thì không một rào cản nào ngăn được Tin Lành đi khắp mọi nơi. Chúa, Ngài thật đấng quyền năng, hàng trăm linh hồn trẻ thơ đã được cứu. Xin trân trọng kính chào quý anh chị em. Tôi là mục sư Nguyễn Thế Trung, bên Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Tỉnh Giáo Việt Nam. Trong Hội Thánh thì chúng tôi có phát triển một đội giải cứu giúp đỡ những người cai nghiện ma túy được hoàn lương.
rất là cảm ơn Hiệp hội Truyền giáo Việt Nam Thiên Chúa trong những năm tháng vừa qua đã chia sẻ huấn luyện đào tạo giảng dạy cho rất nhiều anh chị em học viên trong các trung tâm cá nhân chúng tôi, và có thể họ tăng trưởng và tiến bộ hàng ngày. Vì hình qua chương trình sống tình yêu, tôi thấy nhiều anh chị em đã nhận được sự sống của Chúa, đã tin Chúa, đã yêu Chúa và yêu người khác nhiều hơn, giống như cái tên sống tin yêu. Bối cảnh thì chúng tôi có hơn 20 trung tâm cai nghiện trong hệ thống BT. Tôi không thể nào đi hết được tất cả các trung tâm để huấn luyện đào tạo trực tiếp, nhưng mà hàng tuần, hàng ngày anh chị em cũng được học qua chương trình Zoom sống tin yêu, tôi thấy rất là hữu hiệu, rất là tốt. Tôi xin Chúa ban phước cho chương trình sống tin yêu, ban phước cho chị Minh Trước, mục sư Trần Thành Hồng, ban phước cho hiệp hội Truyền giáo Việt Nam cho Chúa, thì Chúa dấy lên nhiều người lớn của Chúa nữa, nhiều người đồng công đồng nam nữa, để thật sự Việt Nam chúng ta là một Việt Nam sống cho Chúa, vì Chúa, vì danh vinh hiển của Chúa. Chúa phước cho anh chị em. Kính thưa quý vị, truyền rao phúc âm là nhiệm vụ cốt lõi của mỗi cơ đốc nhân chúng ta. Mong lắm thay được sự đồng hành, hỗ trợ và cầu nguyện của quý vị. Trân trọng cảm ơn. Hết rồi đúng không? Chúng ta hôm nay cả ơn Đức Chúa Trời của mình. Wow. Đã 3 tuần rồi tôi xa mấy đứa thiếu nhi. Tôi không thể tưởng tượng rằng sẽ có một ngày tôi lại giảng cho các cháu thiếu nhi. Nhưng dù cuối cùng người ta bắt buộc đẩy tôi vào trong vị trí đó. Tôi nghĩ rằng chỉ giảng cho người lớn thôi. Nhưng rồi cuối cùng không có ai lo được. Và tôi rơi vào hoàn cảnh phải lo cho mấy đứa thiếu nhi này. Nhưng ngày đầu tiên khi gặp chúng nó, sao mà yêu thế? Bọn nó chào tôi nói chuyện, chả hiểu cái gì hết. Phần lớn là dân tộc. Mấy người nhắn tin cho tôi nói rằng chúng có hiểu gì chúng nó nói không? Tôi bảo, không hiểu. Họ nhắn tin bảo, không hiểu mà thấy một số cười tươi thế. Tôi bảo, bạn đã bao giờ vào rừng chưa? Bảo vào rồi, nghe chim hót bạn có hiểu không? Không, sao mà vui thế? Bọn nó hót như vậy. Rồi có những câu hỏi của bọn nó hỏi là chúng ta không thể tưởng tượng được lại là những đứa trẻ. Nó hỏi tôi rằng, mục sư ơi, vì sao Judas Iscariot lại bán Chúa chỉ có 30 miếng bạc mà không phải 100, không phải 200, không phải 1 triệu hay không phải nhiều hơn mà lại 30 miếng bạc? Nó hỏi như vậy đó. Chúng ta lại phải nhờ cái Chúa trả lời cho chúng nó. Mắt chúng nó hỏi sống chờ đợi. Mục sư trả lời. Trả lời sao bây giờ? Các con ơi, thời bấy giờ người Do Thái nằm dưới sự cai trị của La Mã, giá của một người nô lệ là 30 miếng bạc. Giuđa biết anh ta là một tên nô lệ, giá của anh ta chỉ là 30 miếng bạc thôi. Cho nên hắn nghĩ về hắn thế nào thì hắn coi người khác y chang. Nó bán Chúa Giêsu 30 miếng bạc bởi vì nó bán nó là 30 miếng bạc. Các con bán các con bao nhiêu tiền? 1 triệu, 2 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ hay là chỉ 30 đồng, phụ thuộc vào các con coi trọng các con ngày nào. Giá của chúng ta được chuộc bằng huyết báu của Chúa Giêsu, nó vô giá. Chúng ta không thể bán giá trị của chúng ta đổi lấy danh lợi quyền tiền tài tình được. Bạn định giá bạn bao nhiêu? Bất cứ lúc nào chúng ta định giá chúng ta bao nhiêu để bán là chúng ta đang sỉ nhục đấng đã chịu chết trên thập tự giá vì chúng ta. Khi môn đồ của Ngài truyền giảng về, họ vui mừng tuột độ vì lần đầu tiên trong lịch sử đời của họ ma quỷ phục họ. Họ khoe, họ nhảy múa, họ vui mừng. Và Chúa nói rằng chớ vui mừng vì quỷ phục các ngươi. Đừng vui mừng vì cái gì các con làm được, mà hãy vui mừng vì ta làm cho các con
tên của các con nhờ việc ta làm đã được ghi vào sổ sách của sự sống. Giá trị của chúng ta là như vậy đó. Bạn có thể bán tất cả mọi sự bạn có, lấy tiền từ bẻ răng, từ móc phổi, từ lấy tim, rồi cắt thận để bán, ngay cả tình vợ chồng, tình con cái, tình cha mẹ, tình bạn. Chúng ta có thể bán hết thảy những gì chúng ta có để lấy tiền. Nhưng rồi có tiền rồi sẽ không thể mua những gì đã chót bán nó trước đó. Bởi vậy cho nên hãy đánh giá thực sự những gì mà chúng ta đang có từ Ngài, để đừng bao giờ bán nó quá rẻ. Có những cái chúng ta mua đồ hạ giá nhưng vẫn có giá. Nhưng duy giá trị của đời một con người khi hạ giá là mất giá. Danh Chúa Giêsu thật là vĩ đại. Mà ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho mọi người sách Ma-thi-ơ 24:14 có nói một điều quan trọng đặc biệt. Có một lần môn đồ hỏi Chúa khi nhìn thấy đền thờ của vua Herod thật là đẹp và tráng lệ. Ông là một người có tài xây dựng, cho nên ông dùng những phiến đá trắng cắt ra và đặt lên những bức tường của đền thờ. Thì là khi mặt trời chiếu ở vùng Trung Cận Đông, chiếu vào tòa nhà với những khối đá trắng đó, nó bỗng nhiên phát sáng. Từ xa người ta đã nhìn thấy sự huy hoàng của đền thờ. Sự huy hoàng của đền thờ đó đã làm lòe mắt của rất nhiều người. Ngay cả môn đồ của Chúa khi tới đó cũng bị lòe mắt bởi vì sự vĩ đại và tráng lệ của đền thờ. Herod đã nhờ những phiến đá trắng đó để che giấu một cái tội lỗi lớn lao bên trong cuộc đời của ông bên trong. Và khi môn đồ nói rằng Chúa ơi, Ngài nhìn thấy đền thờ đẹp chưa kìa, Chúa nói rằng các ngươi có thể bị lừa nhưng không lừa được con mắt của Đức Chúa Trời. Tất cả những gì các ngươi đang nhìn thấy đây, cái giá của nó bởi tội của kẻ làm ra nó, sẽ có một ngày không hòn đá nào ở trong đền thờ này mà không được đổ xuống. Rồi họ đến gần Ngài nói, Chúa ơi, đến ngày nào là ngày tận thế? Tiếng Việt dịch ra là ngày tận thế. Khi nào sự cuối cùng đó mới tới? Chúa Giêsu đã dạy họ điều này sẽ xảy ra. Các tiên tri giả sẽ dấy lên này, động đất, đói kém, dịch lệ, dân này dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, tội ác được gia tăng, lòng yêu mến con người bị nguội xuống. Hết thảy những điều mà Chúa liệt kê ra trong Ma-thi-ơ 24. Có ai đó đã ngồi tại đây, trong đó có cả tôi nữa, đã có từng nhiều lúc nói rằng Chúa ơi, vì sao ở dưới đất này lại có nhiều sự bất công thế, nhiều sự phi lý thế, tại sao tội lỗi dành ra như vậy mà họ có thể xóa trắng được, vì sao họ có thể dựng trắng thành đen, đổi đen thành trắng mà dân cứ chạy theo sự giả dối hoài như vậy. Vậy con giữ lòng thanh liêm để làm gì, giữ tay thánh sạch để làm gì? Bạn ơi, hết thầy nhiều câu hỏi tương tự như vậy sẽ không bao giờ chúng ta nhận hết mọi câu trả lời được khi còn ở dưới đất này. Vì sao? Bởi vì cả thế gian này nằm dưới quyền lực của tội lỗi. Nó đang cai trị, nó đang hoành hành, nó được quyền làm những điều xấu xa đó. Nhưng Chúa nói rằng sẽ có một ngày nó phải bị chấm dứt. Nó chấm dứt khi nào? Khi Giêsu quay trở lại trên đất này, chân của Ngài đặt trên đỉnh núi Olive là nơi mà tôi đã đến đó 3 lần chứng kiến và đứng tại núi Olive, mắt nhìn vào đền thờ và nói rằng Chúa ơi, khi nào Chúa sẽ quay trở lại như Ngài đã được nhắc lên. Chúa Giêsu nói rằng tin lành này về nước Đức Chúa Trời phải được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng của những điều tệ hại phía trên sẽ chấm dứt khi Chúa Giêsu quay trở lại vua hòa bình. Trước đây Ngài đến để cưỡi lừa vào đền thờ, nhưng bây giờ Ngài sẽ cưỡi ngựa cùng với tất cả những thánh đồ và thiên sứ thánh quay trở lại để cai trị 1000 năm hòa bình trên đất này. Thì tất cả mọi sự ác độc ở phía trên sẽ chấm dứt. Chúa sẽ quay trở lại lần thứ 2.
đó là điều chắc chắn và không cần phải bàn cãi. Giê-xu sẽ đến thế gian này hai lần. Một lần Ngài đã đến rồi trong hình hài chim con chuộc tội. Còn lần thứ hai, Ngài đến trong vị trí của ông phán xét, ông quan tòa. Có một cậu thanh niên nọ, cậu đang bài thi vì cậu học rất là giỏi. Cậu suy nghĩ để cái bài thi. Cậu suy nghĩ để đến trường thi. Cậu bước chân như vậy, không nhìn thấy đèn đỏ đã bật. Cậu vừa bước chân, có một bàn tay túm cổ cậu giật ngược trở lại. Cậu ngoảnh lại nói, ông làm gì vậy, ông già? Người già kia nói rằng cậu không nhìn thấy ô tô vừa chạy ngang qua, suýt nữa là cậu mất mạng. Cậu lập tức nói, ôi con cảm ơn bác đã cứu mạng sống của con. Rồi thời gian kéo đi dài mấy chục năm sau, cậu phạm một tội rất là kinh hoàng, đưa ra tòa. Lúc mà người ta nói quan tòa bước vào, cậu đứng ở vòng móng ngựa nhìn thấy trên ghế quan tòa, bác ơi bác đã từng cứu con một lần rồi, xin bác cứu con lần nữa đi bác ơi. Nhưng người nhiều tuổi đã nói rằng, con ơi, lần trước ta cứu con vì ta đi cùng đường với con, còn bây giờ ta là quan tòa, còn con là một tội nhân. Nó khác rồi. Câu chuyện mà tôi vừa kể đưa tới điều gì? Giê-xu quay trở lại trần gian lần thứ hai trong vị trí quan tòa. Lần trước Ngài là Emmanuel, là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và 2000 năm Chúa ở cùng chúng ta. Còn sắp tới Chúa sẽ quay trở lại để trật lại mọi trật tự. Xin Chúa ban phước cho. Như vậy mỗi chúng ta cần phải giảng tin lành, giao truyền nhiều hơn. Để làm gì? Để chuẩn bị một con đường cho Đấng Christ quay trở lại trần gian lần thứ hai. Nhưng mà nếu như không được học thì giảng cái gì bây giờ? Có một người chị em bên Nga, tôi là mục sư và sống bên đó 19 năm. Chị về chị đi truyền giảng này, chị gặp chúng tôi nói, mục sư ơi, tôi vừa rồi vì danh Chúa Giê-xu mà bị sỉ nhục. Tôi bảo bị sỉ nhục cái gì? Ô, người ta chửi tôi tới tắt khi tôi đi làm chứng minh Chúa Giê-xu. Tôi hỏi chị kể kỹ xem là họ chửi cái gì. Chị nói rằng khi tôi giảng về Chúa Giê-xu, nói làm chứng, người ta hỏi Giê-xu của bà sinh ra từ đâu? Tôi trả lời là từ California. Thế họ chửi tôi tới tắt. Tôi chịu khổ với danh Chúa. Tôi bảo đây chả chịu khổ với danh Chúa, đây là bà thiếu học. Đã không biết gì thì đừng trả lời. Chúa Giê-xu đâu phải đến từ California. Ôi, không phải từ California, không phải từ Mỹ. Hồi thì tin lành ở bên Mỹ đồng thì đầy, nhưng tôi tưởng là Chúa Giê-xu từ California. Vô phận. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta phải được học. Bởi vì nếu như mang thuốc bậy bạ để cho bệnh nhân uống là nó bị chết vì thuốc của chúng ta, không đưa đúng liều. Như vậy ý muốn của Chúa đưa chúng ta tới điều gì? Là chúng ta đầu tiên được cứu, sau đó nhận biết chân lý. Tại sao tôi đã xin phép mục sư Giang Đông, nếu như có ai đó trong căn phòng này của Hội Thánh Vườn Nho mà bắt đầu từ buổi chiều ngày hôm nay cho đến sau bạn bỗng nhiên khao khát thật là đói lời Chúa, thì kẻ đang đứng tại đây sẵn sàng dành cho Vườn Nho 1 giờ đồng hồ trong một tuần sẽ qua Zoom. Còn nếu muốn tới Bài Sang thì cứ tự nhiên. Mà đầu tiên là Zoom trước. Chúng ta sẽ có những khóa học đây. Những con người vừa rồi nhìn thấy toàn là những người cai nghiện. Ở trong những trung tâm cai nghiện, hơn 50 người, 50 trung tâm cai nghiện, họ đã học những khóa huấn luyện để mà được nhận biết chân lý. Thế ra, hãy liên hệ với mục sư Giang Đông. Chúng ta sẽ cùng nhau học những cái điều nền tảng. Cái gì mà tôi có, tôi cho anh chị em. Amen. Điều thứ hai, anh chị có thể dành thời gian thêm. Trước buổi nhóm, tôi thấy ở Hội Thánh Vườn Nho hay ở chỗ là nhóm của buổi sáng không phải họ thánh nào cũng đây đâu. Toàn chúng tôi phải thuê nhà thờ Đức, nhà thờ Mỹ, phải nhóm buổi chiều. Các bạn biết buổi chiều xong mới ăn trưa đấy. Khi mà ăn trưa xong thì làm sao ra? Căng ra bụng thì nó làm sao? Trùng da mắt. Thật ra là ngồi nghe là nhiều khi nó buồn ngủ lắm. Nhưng mà ở đây có cái lợi thế là chúng ta nói buổi sáng. Như vậy, một sư Giang Đông tôi được nghe, được ông rất là ước ao. Nếu như mỗi chúng ta ước ao lời Chúa đến vào đây lúc 9 giờ 45 cùng học lời Chúa 50 phút thôi.
sau đó nghỉ ngơi vào bảo của nhóm thờ của Chúa thì đẹp. Amen. Ở đây có một sư giang đông, ở đây có chấp sự Thiên Ân có thể cùng giúp chúng ta tham vị lời Chúa. Được không anh chị? Amen. Được không anh chị? Dạ được. Bạn đang sống ở trong một đất nước của tổng thống, cố tổng thống Abraham Lincoln có một câu nói rất hay. Nếu cho tôi 6 năm chặt cây, thì tôi sẽ để 4 năm mài lưỡi rìu trước. Mài lưỡi rìu, và khi lưỡi rìu sắc, chặt nó cũng có hiệu quả. Còn nếu chặt cây bằng lưỡi rìu cùn, thì 50 năm vẫn chưa chặt được cây nào hết. Chặt như vậy là thậm chí chặt tay, vì tay nó què lúc nào rồi, nó chặt được xong chặt được cây. Thế ra, thà để thời gian lâu hơn, để mài cho lưỡi rìu thật là sắc, rồi sau đó chúng ta mới đốn cây. Sẵn sàng không? Sẵn sàng không anh chị em? Amen. Là phải suy nghĩ thêm, nhưng mà ai muốn học ở qua Zoom, ai muốn học này chủ nhật tôi có xem rồi sau đó mình bạn gần về nhà có nghĩ lại được à, chưa phải trộn giấy, chưa phải ký giấy, chưa biết sao cả chết thì được cái đấy là tức ao bây giờ tay tôi xem Zoom. Ok, học lời Chúa vào ngày chủ nhật. Amen. Ok, 30 phút thôi là chúng ta sẽ bắn tên đúng đích. Amen. Cảm ơn Chúa. Nào chúng ta cùng nhau tới với chủ đề ngày hôm nay. Chủ đề đó là ta khát. Đây là một câu chuyện mà đối với tôi rất là cảm động. Tôi tin Chúa Giêsu từ một người mẹ, Mama Zhenya ở Ukraine. Bà là người mà không có bằng cấp như tôi. Và có lần tôi hỏi bé ơi, con là một trong những người mà thi đỗ đại học và đi được du học nước ngoài tại Nga, người ta chọn con đường sao? Nhưng mà khi mẹ gặp con, cái điều gì khiến cho mẹ không có xấu hổ nói cho con biết về Giêsu? Bởi vì con sau khi tin Chúa xấu hổ nhiều khi nói chuyện với những người giàu, với những người mà tiến sĩ, những người doctor ở bên Moscow, con nhiều khi xấu hổ vì con không có cái điều gì họ đang có. Cho nên nhiều khi xấu hổ. Điều gì mà mẹ khi gặp con không xấu hổ? Bạn biết bà nói gì không? Bà nói rằng mẹ học được từ Ferrer. Ferrer nói rằng tôi không có vàng, tôi không có bạc, nhưng điều tôi có tôi cho anh, đó là danh Giêsu Christ. Mẹ không nhìn vào những gì con có mà mẹ không có để ngậm, để xấu hổ, nhưng mẹ nhìn thấy điều mẹ có mà con không có, đó là danh Giêsu trong đời sống. Cảm ơn Chúa. Đây là câu chuyện mà nói về một cái câu chuyện hay. Chúa Giêsu tới đi quay trở về xứ Galilee và ngài dừng lại ở một cái làng nhỏ có tên là thành Samari. Và đây là một câu chuyện người đàn bà ở trong thành đó lúc 12 giờ trưa, chắc là nắng tương tự như Arizona vậy. Tôi đã sang đó 3 lần, thường giữa trưa không ai ra ngoài, trời nắng cả, họ hay ở trong nhà. Người đàn bà này đi từ trong thành Samari ra ngoài thành đến một cái giếng để múc nước. Chúa Giêsu đã đợi bà ở ngay cái giếng đó và ngài ngồi đợi bà. Vì sao bà lại tới cái giếng này lúc 12 giờ trưa mà lại ở ngoài thành? Bởi vì câu chuyện đưa tới cho chúng ta nhìn thấy bà xấu hổ vì con người của bà. Bà đã sống với 5 người đàn ông trước đó và người thứ 6 bây giờ đang ở cùng lại không phải là chồng của bà. Thế nên bà ngại gặp gỡ người này người kia, truyền bà đã phải tìm cái nơi thật là vắng người để không gặp ai. Chúa Giêsu đang ngồi sẵn tại nơi đó, hay là nghe Chúa Giêsu ngồi sẵn tại cái giếng nước đó khi người đàn bà lại gần. Hãy để ý Giăng đoạn 4 câu 7: một người đàn bà tội lỗi với một đấng thánh thiện từ trời, ngài không phán xét bà. Có rất nhiều người khi mà thấy ai đó vào hội thánh là lập tức soi mói cái váy kia ngắn 5 phân, bây giờ phải kéo dài xuống 5 phân xong thì mới được vào hội thánh. Cái ông này để râu ria xồm xoàm quá, giống hơi bụi đời. Người này hôi quá, kẻ này kẻ kia. Nhưng Chúa không hề xét xử bà. Rất nhiều người đã từng tìm cách đuổi tôi. Vào những năm 90, 91 thì tôi xuất hiện ở hội thánh. Thì tôi hầm hố lắm.
nghịch ngợm lắm. Ngày Giáng sinh tôi mua rượu vodka về để đãi cả nhà mà không thể hiểu vì sao không muốn. Tôi mang đài tới để cho hát nhảy sập sinh và rủ con gái của bà ấy nhảy cùng tôi mà không ai nhảy. Mình tôi nhảy giữa phòng, chúng nó ngồi nhìn. Mình tôi đâu có biết được văn hóa cơ đốc như nào đâu, tôi thích nó quậy. Nhưng họ không đáng đi tôi ra khỏi nhà. Người đàn bà này đến múc nước, Chúa Giêsu phán rằng cho ta uống. Wow. Chúa nhờ một kẻ không ra gì giúp ngài. Bạn ơi, tôi học được một bài học. Tôi học được một bài học cho cuộc sống của chúng ta. Nhiều khi chúng ta hãy cho phép người khác hy sinh cho mình. Vì khi người ta làm việc tốt cho chúng ta là họ đang gieo vào đời sống chúng ta một điều gì đó từ họ. Khi bạn nhờ một ai đó làm cho bạn một điều gì là bạn đang nói rằng anh có giá trị đối với tôi. Không phải chỉ tôi có giá trị với anh, không phải chỉ tôi cần cho anh mà anh cũng cần cho tôi nữa. Người đàn bà này là một người đàn bà bị cả thành phố ruột bỏ, không cần cho chúng tôi, hãy cút ra khỏi thành phố đi. Nhưng Giêsu khi gặp bà nói là hãy cho ta uống nước, ngươi cần cho ta. Và bỗng nhiên người đàn bà thấy mình có giá trị. Và lập tức bà đặt câu hỏi, wow, ông là người Giu-đa, tôi là người Samari, tại sao lại ngồi trò chuyện với nhau? Ông không biết được rằng chúng ta thù nhau sao? Hồi đó, người Samari và Giu-đa họ không uống chung một cốc nước với nhau. Họ không tắm chung một dòng sông. Người Giu-đa họ khinh bỉ người Samari, nhưng Chúa Giê-xu, Ngài không hề khinh bỉ. Ngài đến thế gian để làm gì? Ngài đến để cứu những kẻ có tội. Chỉ có những kẻ có tội mới cần Chúa Giêsu thôi. Tất cả ai mà chả phạm tội. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là chúng ta có nhận biết mình phạm tội hay không? Có một người tôi đến thăm chị ấy. Và rất tiếc rằng sau 2 tháng sau chị qua đời. Khi mà chị bị đau bụng đi khám. Và xin nói tiếc là chị đã khám muộn quá. Chị bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Có nghĩa là trước đó 3-4 năm chị đã bị ung thư rồi, nhưng chị không hề biết chị bị bệnh. Mọi người hiểu tôi đang nói là bị bệnh mà lại không biết bị bệnh, cho nên không cần tới bác sĩ. Có rất nhiều kẻ tội nhân không biết mình là một tội nhân, cứ nghĩ là thánh thiện, cho nên đâu có cần tới Chúa Giêsu cứu chuộc đâu. Người đàn bà này nói, wow, bây giờ tại sao ông lại xin nước của tôi? Chúa nói rằng nếu ngươi biết ta là ai thì người đó sẽ cho ngươi nước và ngươi đã uống rồi. Người đàn bà nói thêm câu nữa là ồ, giếng nước này sâu, ông lại không có gầu thì làm sao lấy nước cho tôi uống được. Chúa nói rằng cái nước này uống sẽ khát quá. Mọi người hiểu không? Nước của thế gian càng uống càng khát, danh lợi quyền mà uống vào càng uống càng khát, Coca-Cola uống vào càng uống càng khát. Nhưng nước mà ta cho tôi uống, khi người uống vào người sẽ không khát nữa. Nguyên nhân là bởi vì từ bên trong lòng của người nước sự sống sẽ chảy. Người không khát mà người khác cũng không khát nữa. Người trở thành một nguồn để mà qua đó nước sống chảy ngang qua người tới với những người khác. Người trở thành nguồn phước chứ không phải là nguồn tai họa. Cảm ơn Chúa. Câu chuyện dài lắm nhưng tôi không kể hết được cho bạn nghe để bạn thêm. Bà đã nhận biết đây là Đấng Mêsia. Bà chạy vào bỏ lại cái vỏ nước, chạy vào cho thành phố nói rằng hãy ra xem Đấng Mêsia mà tôi đã gặp, mà cả thành phố đã tới với Chúa Giêsu. Trước đó có một sự kiện, 13 người, Chúa có 12 môn đồ, 13 người thanh niên tuổi hơn 30, đang đói bụng, ai từng đói giờ tên là sẹp, chỉ là đông người hay, đã đông tại đây từng đói giờ tên là sẹp. Đúng không? Mình tôi đói, dài, 6 năm bên này đói dài. Con đường tới trái tim đàn ông qua cái dạ dày, thì ra là thường đàn ông mà đói. Họ khó chịu, giống như hệt như khi đàn bà không được nói là nó rách điệp lắm. Thì đàn ông mà không mà đang bị đói là nó kinh hoàng lắm. Và thế chết là 13 người đàn ông bị đói bụng và 12 người đi cứu đồ ăn cho 13 người ăn. Họ để lại thầy là Chúa Giêsu ngồi lại bấm tưởng tượng. Đến nhà của một sư đông chỉ có 1-2 người nữa nấu ăn cho cả mấy chục người ăn. Còn ở đây
12 ông đi kiếm đồ ăn cho 13 ông ăn. Vì sao? Họ quá đói rồi, họ không thể cho đòi hơn được nữa. Họ nói rằng thầy cứ ngồi lại đi, còn chúng con đi kiếm đồ ăn cho thầy, nhưng mà gặp đồ ăn họ ăn trước. Jesus ngồi lại và bắt đầu người ta chạy tới với Ngài để tiếp nhận Ngài. Và khi môn đồ mang đồ ăn tới, họ ăn xong rồi thì đâu có kinh thánh, không thấy họ. Họ về họ dọn ra để cùng ao ăn. Họ mang chỉ đồ ăn cho thầy thôi. Và họ nhìn thấy mặt của Ngài tươi tỉnh. Có đường tới trái tim đàn ông là dạ dày. Dạ dày Chúa tươi tỉnh có nghĩa là Ngài ăn rồi. Ngài ăn đi, Chúa thấy rất là tươi. Họ hỏi nhau, wow, trong lúc mình đi như vậy ai mang đồ ăn cho thầy nhỉ? Và Chúa nói tiếp theo câu đặc biệt, hãy bật lại câu thánh kinh 34-35. Ngài nói là ba từ sao mọi người thấy nó lạ lạ. Đây là răng 3 câu 34-35, răng 4 cơ, răng 4 câu 34-35. Dạ, thấy không? Nếu như không đọc thánh kinh chúng ta sẽ không phân biệt được câu nào đúng câu nào sai. Phải đáng tức là răng 4, 34-35, nhưng mà chỉ cần lệch ra thành răng 3, 34-35 là ý cả. Nếu như chúng ta không biết đô la thật thì sẽ không bao giờ phân biệt được đô la giả. Kinh thánh cũng vậy, chỉ biết là tại sao chúng ta cần phải học lời Chúa qua giúp thêm. Tại sao chúng ta cần phải học lời Chúa thêm vào ngày Chủ nhật thứ 30 phút nữa? Chúa cho phép một số những sai lầm để mà chúng ta nhận biết rằng chúng ta cần phải biết lời Chúa. Tự nhiên tôi giải hồ xong thì nóng hơn lúc bắt đầu vào. Máy sưởi đang chạy. Máy sưởi đang chạy. Mọi người thấy tôi bị ho thì đây là chắc là thêm ấm. Dạ. Chúa Giêsu nói rằng đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của Đấng Sai ta và làm cho tròn. Chúng ta ở dưới đất này làm gì? Kiếm tiền, xây nhà, có cái bằng cấp cao, rồi sau đó sao sao? Leto Soi, ông đã đặt câu hỏi cho chính ông, rồi sẽ như thế nào? Đẻ con, rồi sẽ như thế nào? Cấp cao, rồi sẽ như thế nào? Và cuối cùng ông nói mình sẽ chết, rồi sẽ thế nào? Chết xong đi đâu nhỉ? Nó không có trả lời. Chẳng nhẽ sống trên đất này chỉ có 90 năm sao? Ồ, chết đi đâu nhỉ? Bạn có bao giờ đặt câu hỏi chết đi đâu không? Tôi có nhiều lúc thấy cuộc đời này phi lý. Phi lý ở chỗ nào? 30 năm đi học phổ thông và đại học, sau đó ra trường, 30 năm kiếm được một công việc làm, phạm lỗi này lỗi kia, người ta mắng mỏ, cho tới khi mình khôn ngoan ra thì nhà nước cho cái giấy về hưu. 30 năm học, 30 năm làm vất vả và phạm nhiều sai lầm, cho tới khi mình giỏi rồi, thầy hiệu trưởng, khi mình giỏi rồi thì nhà nước cho về hưu. Giả sử chúng ta sống 200 năm, 300 năm thì làm lợi cho xã hội để bao nhiêu chứ? Vậy cái khôn cuối đời đó để làm gì? Phi lý. Tôi tiếp tục lần theo dấu vết của loài người, phát hiện ra cái bào thai ở trong bụng mẹ. 3 tháng đầu tiên nó êm lắm, nhẹ nhàng lắm, nhà cửa bụng mẹ nó rộng rãi lắm, quay kiểu gì cũng được hết. Bắt đầu đến tháng thứ 5, thứ 6, chân mọc ra. Bảo thầy về trong nói, để làm gì nhỉ? Mình đâu có chân chặn đất đâu mà cần chân. À, mắt mọc ra, mắt để làm gì nhỉ? Thấy cái gì đâu mà cần mắt. Thậm chí tóc mọc ra, bây giờ chắc là hết tóc rồi, ngồi đó ở trong bụng mẹ là có tóc. Tóc mọc ra để làm gì nhỉ? Phi lý. Đến tháng thứ 7, thứ 8, mỗi lần nó ngọ ngoại, nó quay người, nó làm là mẹ nó wow, mẹ nó vỗ, con đừng từ, đi nó xoay như nhẹ không mẹ đau. Nó bảo vừa chật chội, vừa phi lý,
vừa khổ mẹ vừa khổ mình. Tại sao lại thế? Cái thừa này để làm gì? Cái chân dài ra để làm gì? Cái mắt tròn trị để làm gì nhỉ? Cái lưỡi mọc ra để làm gì nhỉ? Tóc mọc ra để làm gì nhỉ? Rồi có một ngày, 9 tháng 10 ngày, cơn đau đẻ quặn thắt, nó vọt ra vào lòng mẹ của nó. Và lúc này nó mới hiểu ra cái thừa và phi lý ở trong bụng mẹ nó lại dành cho đạo. 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ đầy phi lý lại dành cho 90 năm đi lại trên đất này. Và từ đó tôi hiểu ra một điều, vì sao cái giấy về hưu đến với chúng ta khi mà lực bất tòng tâm, đầy sự khôn ngoan, một thời gian sống trên đất này không còn nữa. Đầy sự khôn ngoan mà không còn thời gian ở lại đất này nữa. Câu trả lời, bởi vì chuẩn bị cho cái đời đời. 9 tháng chuẩn bị cho 90 năm. Đời này chuẩn bị cho đời đời. Cảm ơn Chúa, chết không phải là hết. Cuộc sống như một chuyến bay, bay ngắn bay dài. Trên máy bay đó hạng nhất, hạng hai, người ta hân hoan lắm. Ngồi hạng nhất, quách chưa là quách. Nhìn người hạng hai, sao mà loại kia đuổi thế nhỉ? Nhưng cái vấn đề không phải bạn ngồi hạng nào, chứ vấn đề ở chỗ đằng nào thì nó cũng hạ cánh. Quan trọng, sau khi hạ cánh, ai đón bạn và bạn về đâu mới là quan trọng. Chứ không phải bạn ngồi hạng nào. Bạn có thể mua vàng ngọc và TV đặt chỗ bạn đang ngồi. Nhưng cái vấn đề không phải là bay dài bay ngắn hạng nào trên máy bay. Vấn đề ở chỗ sau khi hạ cánh rồi, ai đón bạn ở cổng sân bay và bạn sẽ đi về đâu sau khi ra khỏi chuyến máy bay này. Cảm ơn Chúa Giêsu chuẩn bị cho chúng ta một chỗ để khi Ngài chuẩn bị xong quay trở lại đón chúng ta về thế này. Chết không phải là hết. Đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta và làm cho trọn. Người Việt Nam có câu nói rằng trầu trời, ai cũng sẽ có một ngày trầu trời. Trầu trời để làm gì? Để báo cáo lại những gì mà thời gian sống trên đất này có làm theo ý muốn của đấng sai ta và làm cho trọn hay không. Tiếp theo Chúa nói, các ngươi chẳng nói rằng còn 4 tháng nữa mới tới mùa gặt sao? 4 tháng nữa mới tới mùa gặt. Thế thì tôi có nói là tháng 1 là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè. 4 tháng nữa tháng 4 bắt đầu mới bắt đầu vào học làm việc. Tết mà xuân đã về, xuân đã về. Tháng 1 là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè. Còn 4 tháng nữa mới tới mùa gặt. Có nghĩa là 4 tháng này, 3 tháng này là ăn hút, nghỉ ngơi. Nhưng mà Chúa nói một điều nữa rằng các con có biết không? Các con vừa đi kiếm đồ ăn, nhưng ta đã ở lại và có một mùa gặt vừa rồi xảy ra. Mùa gặt vừa rồi ngay tại chỗ các ngươi đang đứng đây. Các ngươi kiếm đồ ăn cho thân thể các ngươi, nhưng ta đã nhìn thấy đồ ăn của cha ta trong lúc này. Đó là ngồi tại cái giếng này. Ta chỉ cho người đàn bà Samaria biết rằng chính ta là cái giếng của nước sống đó. Dù một mùa gặt xảy ra, các ngươi nói 4 tháng nữa là tới mùa gặt từ từ. Nhưng ta nói với các ngươi rằng hãy nhướng mắt lên mà nhìn, cánh đồng lúa đã sẵn cho mùa gặt rồi. Quan trọng là cái nhìn của chúng ta. Bất cứ điều gì bạn nhìn thì bạn sẽ nhận lãnh điều đó. Khi vào trong buổi nhóm đang hát, tôi đã đứng tại đây chụp một kiểu ảnh của hội chúng ở phía dưới. Dạ, rất là đẹp, cười tươi nhé. Ảnh này thế giới sẽ nhìn thấy bạn đấy. Tất nhiên nếu ai không muốn nói với tôi thì tôi không đưa đây. Đây, cái máy ảnh này đang nhìn thấy bạn. Và ở trong nó đã có bạn rồi. Máy ảnh này nhìn thấy bạn. Và ở trong nó đã có bạn rồi. Cái gì bạn nhìn? Đó là thuộc về bạn. Đức tin là thấy điều mà người khác không thấy. Đức tin
là đến với Chúa để nhận lãnh lời phán từ Ngài. 4 tháng nữa đến mùa gặt mà chúng ta nói, còn Ngài nói rằng hãy nhướng mắt lên này, nhìn Chúa sẽ mở mắt. Chúa chỉ mở mắt cho những kẻ nhướng mắt. Từ ngày tôi mua chiếc xe Nissan ở bên đây đi, chúng tôi sở hữu chiếc xe Nissan. Và bắt đầu từ khi có xe Nissan, tôi thấy xe Nissan chạy đầy đường. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi tâm trí tôi tập trung vào điều gì thì tôi mới thấy nó được. When I focus on that Nissan, I see it's everywhere. Trước đó nó vẫn có đấy. Before, nó vẫn chạy đấy. It's still running. Mà chạy xe Nissan à? But I thought it wasn't. Nhưng từ ngày có xe Nissan, tâm trí của tôi hiểu rằng mình có xe Nissan, mình thấy nhiều xe Nissan. Như vậy không phải là không có mua gạt, nhưng chỉ đơn giản là chúng ta không thấy. Because you don't look up and see. Vì sao chúng ta không thấy? Vì Ngài chưa mở mắt chúng ta. Vì sao Ngài không mở mắt chúng ta? Bởi vì có mở mắt mà chúng ta không muốn nhìn thì cũng chẳng thấy gì. Thế nên điều đầu tiên Chúa nói là hãy nhướng lên, nhướng mắt lên mà nhìn. Đóng cửa bởi đại dịch. Nhưng nếu chúng ta nhướng mắt thì Ngài mở mắt để nhìn thấy mùa gặt cho khác, cách khác. Cơ hội sẽ tới. Amen. Cảm ơn Chúa. Hãy quay sang lên cận nói rằng hãy nhướng mắt lên. Nhướng mắt lên Don. Tôi chuẩn bị kết thúc bài giảng ngày hôm nay rồi. Một câu chuyện khác trong sự kiện đoạn 1. Nhướng mắt lên. Mình nói thường là nhớ đến mấy giờ là kết thúc buổi sao? Dạ 12:15. 12:15 là được. Tối khuya đấy. Ok, chúng kết thúc rồi. Câu chuyện về vua David được chép lại trong sự kiện 1. Vua David sau khi đất của ông bị quân địch chiếm, ông đứng ở trên ở một cái nơi an toàn và nhìn xuống dưới làng của ông. Ông bỗng nhiên ước ao, ước ao được uống một hốc nước tại bên đền. Tôi ở làng Cổ Nhuế, Cổ Nhuế có hồng xiêm rất là ngon. Bố mẹ tôi ở Hưng Yên, Nhãn Lồng, vợ tôi tại Bến Tre là nơi xứ dừa, mỗi một cái cây nó có đất riêng và chỉ có ở vùng đó. Nói mong ở Hà Nội có húng ở Lạc Hà ăn phở cực kỳ ngon, nhưng mang húng đó sang Đức trồng nó trở thành Bạc Hà. Thế ra cái nước ở dưới Bethlehem đó mà David sống từ đó có một cái vị rất là ngon. Thế ra bỗng nhiên ông ước ao, nếu mà có ai lấy nước từ dưới Bethlehem để mình về pha chè Thái uống thì ngon lắm. Nhiều cái nước thì ông ngồi pha chè cũng ngon, phải cái nước nào mà nước đặc biệt đó. Và khi ông đang ước ao như vậy thì Kinh Thánh chép rằng có ba người bạn của David lẻn vào đất của đối phương. Ba người bạn họ đã mang nước về ngày hôm sau. Hãy nhắc lại cùng tôi từ ba người. Vì sao là ba người? Tôi sẽ lấy một thí dụ về ba người đi múc nước. Giếng thì sâu mà lại không có gầu. Bây giờ làm sao lấy nước cho vua David uống được? Ba người đó sáng sau mang nước về cho vua của mình. David cầm chén nước đó và nói là không, tôi không thể uống được. Đây là máu của anh em đã bỏ ra để lấy nước để về cho tôi. Ba người. Tôi đang muốn nói về mùa gặt. Mời Đôn được không? Phía trên này. Mời một sư David lên phía trên được không? Dạ. Đôn giúp họ cầm một cái cây gậy. Dạ, đây là cái gương này. Có cái này chỉnh rồi chưa lại cho mình. Đây là ba người. This is three. Và bây giờ ai con là bây giờ mục sư bây giờ đi xuống dưới giếng là cần có người phải biết cách thở dưới giếng sâu, và người phải là người nhẹ và nhỏ. Còn nếu mà tôi mà xuống mà David ở mục sư David đâu mà cầm là ông đi theo tôi xuống giếng luôn đấy. Một người vỡ luôn luôn mua cái khác. Dạ. Đây là cái giếng, phía dưới là giếng. Và bây giờ mục sư David đồng đi sửa linh xuống giếng, ngồi xuống. Tôi là người giữ dây. Giếng thì sâu mà lại không có gầu. Mục sư David đồng nói rằng tôi xin làm cái gầu của Chúa. Tôi xin làm cái gầu. Và tôi là người lo về hội thánh, sự dâng hiến. Tôi cầm cái dây để giữ này.
để cho một sư đi xuống dưới kia. Hai người quan trọng, nhưng còn một người thứ ba nữa này. Một người thứ ba là gương đứng từ xa nhìn chỗ khác, đừng nhìn vào hai người này, muốn bước là xong đấy. Cái tấn công là mình học đấy. Đôn là người cầm gương để bảo vệ. Khi đối phương tới để đánh đó, thì Đôn không lao tới với mục sư với lại mục sư David đâu nhá, phải lao tới với quân thù. Bởi vì mục tiêu của Đôn là phải bảo vệ hai người múc nước này, chứ không phải là trò chuyện với hai chúng tôi đâu. Mắt phải tỉnh thức, nhìn từ xa, quay hướng khác, quay về phía kia. Lưng của Đôn phải quay ngược lại phía mục sư đó, thế mới đúng. Ok, còn tôi với mục sư, tôi phải để ý mục sư David ở phía dưới này. Tôi không thể ngáp. Nhớ vợ quá, mục sư David đã đỡ tôi nhảy cái mà tôi người mình nhảy tim từ bên trước sang mà anh khỏe không thì từ đã tôi nhảy ra xong rồi đấy. Thả dây ra là ông đi xuống dưới kia, ông nằm ngủ phía dưới đấy là về nhà là rách việc. Lúc này đó là không còn gia đình, không còn bất cứ một việc gì riêng. Mục tiêu là giữ cái dây là thật là chắc, và dù chết cũng vẫn phải nắm dây không thả ra. Thả ra là người này đi tiêu. Mục đích cuối cùng là múc nước để cho vua uống. Và tôi chỉ lo giữ dây thật chặt. Còn mục sư David là lo làm sao múc được nước chứ đừng múc bùn nhé. Lúc này bà Diễm bà nói là anh ơi bé phở nhanh nhanh lên là trách nhiệm. Bây giờ không có phở gì hết. Làm sao mà múc nước cho bằng được. Thật là sạch. Sau đó tôi kéo dần lên. Còn Đôn là nhiệm vụ khác để bảo vệ cầu thay. Đó là ba chức vụ ở trong hội thánh để mang được nước về cho vua mình. Amen. Mọi người hiểu không? Hiểu. Chúa Giêsu, cảm ơn. Chúa Giêsu nói với người đàn bà Samari, hãy cho ta uống nước. Và trên thập tự giá, Chúa khi bị đóng đinh nói ta khát. Đến bây giờ ngài vẫn khát. La Mã mang giấm cho ngài uống để cơn khát nhiều hơn. Chúa vẫn khát. Ngài không còn nói nữa, bởi vì ngài đã làm xong điều tra ngài sai phái và làm chọn rồi. Còn khát, ngài vẫn đang khát đến bây giờ. Khát cái gì? Khát một mùa gặt của những linh hồn trở về với ngài. Việc của mỗi chúng ta, hãy mang nước về cho vua để chúng ta uống, cho Giêsu đỡ khát. Cần người xuống giếng. Ai đó nói, con xin làm kêu gọi. Giăng Baptist đã xin Chúa làm tiếng kêu trong đồng vắng. Còn tôi và bạn ngày hôm nay, có ai đó nói rằng Chúa ơi, con sẽ là cái gầu của Ngài. Đó là người đi truyền giảng, người đi hầu việc, làm mục sư. Còn người khác, Chúa ơi, con sẽ xin làm cái dây. Còn là những người mà lo về tổ chức đằng sau hậu trường, lo về sự dâng hiến để giữ sợi dây đó của mình đức. Còn nhóm người khác cầm gương, tỉnh thức trong sự cầu nguyện, Chúa ơi, cầu thay cho những người đi hầu việc Chúa mở miệng, được tự do giao truyền lẽ mầu nhiệm của tin lành. Ba người đó đều là thợ gặt trong mùa gặt. Chúng ta nghĩ thợ gặt, người thợ gặt chỉ là người gặt lúa thôi, nhưng không phải. Người thợ gặt là người có những bà già dậy sớm đun nước vối, đun nước chè, nấu cơm sáng cho thợ gặt ăn. Rồi sau đó người thợ gặt gặt lúa xong, có người bốc lúa đó cho vào gánh lúa mang về phơi ở sân hợp tác xã, rồi đập lúa, lựa chọn lúa, dê lúa và đưa hạt giống đó vào kho. Cái đó là hết thảy đều là những thợ gặt trong cánh đồng của bạn. Nghe xong rồi, vua chúng ta nói ngài khát, nó sẵn sàng bắt chiếc ba người bạn của David đi lấy nước về cho ngài. Xin Chúa cho mình biết mình là gấu, mình là dây, hay là mình cầm gương. Mỗi người một vị trí khác nhau. Vườn nho là như thế, không phải tất cả đều là hàng rào, không phải tất cả đều là máy phun nước. Vườn nho mỗi người ở một vị trí khác nhau. Xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta trong danh Jesus Christ. Amen.